Phương Thảo xin chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, trên tay Phương Thảo là muối. Và muối là một loại gia vị mà chúng ta cần phải rất là thận trọng khi sử dụng để chế biến những món ăn dành cho người cao huyết áp. Vậy thì người cao huyết áp phải ăn uống ra sao? Những loại thực phẩm nào và chế biến như thế nào thì sẽ tốt và phù hợp? Ngày hôm nay thì gian bếp của Vui Sống Mỗi Ngày đã rất là sẵn sàng để có thể giới thiệu cho quý vị một món ăn bài thuốc phù hợp dành cho người cao huyết áp. Và Phương Thảo xin được giới thiệu người đồng hành trong gian bếp ngày hôm nay, đó chính là đầu bếp Nguyễn Thành Tâm. Dạ, chào anh Tâm ạ. Chào Phương Thảo, chào chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, và trước khi mà chúng ta bắt tay vào thực hiện món ăn của ngày hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn về những món ăn thực phẩm dành cho người cao huyết áp. Tăng huyết áp là một bệnh mà chúng ta cần phải điều trị và theo dõi liên tục. Bên cạnh việc dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ thì người bệnh cần phải có một chế độ dinh dưỡng cho phù hợp. Đối với người tăng huyết áp thì phải cần kiêng dùng những thức ăn có nhiều cái natri, vì natri sẽ làm giữ nước và khi đó sẽ làm tăng huyết áp nhiều hơn. Bên cạnh đó thì người tăng huyết áp nên sử dụng những thực phẩm có nhiều kali. Ví dụ như về rau xanh thì chúng ta có là rau bồ ngót nè, rau cần tây nè, cà chua nè, rau muống. Ngoài ra thì cũng có những cái trái cây, ví dụ như là trái cam, trái chanh, dưa gang. Và những cái thức ăn như vậy thì nó có cái tác dụng là hạ huyết áp. Bên cạnh đó thì những cái loại thực phẩm này còn có nhiều kali, như vậy nó sẽ hỗ trợ cho cái bệnh lệ cho những bệnh nhân về tim mạch. Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn về bữa ăn cũng như là những loại thực phẩm tốt cho người cao huyết áp. Phương Thảo thấy là có rau cần tây, rau răm, cà chua, rồi rau muống vân vân, rất là nhiều thứ. Mà riêng ngày hôm nay trong cái phần nguyên liệu của mình thì em thấy là anh Tâm có chuẩn bị cần tây và cà chua cùng với một vài những cái nguyên liệu khác nữa. Không biết là món ăn gì đây ạ? Hôm nay anh sẽ giới thiệu với Phương Thảo cũng như quý vị khán giả món canh cá điêu hồng nấu ngót. Nhưng mà tại sao lại là món cá điêu hồng nấu ngót dành cho người cao huyết áp ạ? Đối với người cao huyết áp ở Phương Thảo thì họ không nên ăn những loại thực phẩm mà nhiều năng lượng. Tốt nhất cho những người bị cao huyết áp thì chúng ta nên ăn các loại cá, và đặc biệt là cá đồng là rất tốt cho sức khỏe. Và bên cạnh đó, món canh cá nấu ngót ngày hôm nay, cái rau ngót thì theo như lời bác sĩ nói đó, rất tốt cho người bị cao huyết áp. Thì nguyên liệu ngày hôm nay chúng ta gồm có cá điêu hồng, bún, rau cần, hành lá, giá, cà chua, hành tây, và bên cạnh đó cũng không thiếu là chanh và ớt. Trước hết là mình sẽ làm cá đúng không anh? Nhưng mà cá điêu hồng thì mình cần phải lựa như thế nào anh? Đối với cá điêu hồng hiện tại chúng ta mua thường hay bị ăn nó bị tanh đó, thì mình chọn những cá điêu hồng nào nó không có những chấm đen trên da, cơ thể của con cá. Sau khi mình đánh bẫy xong á thì mình sẽ vuốt sạch cá, vuốt bằng dao ha. Thì chúng ta sẽ vuốt sạch theo xuôi theo chiều này để cho ra hết nhớ cá. Và bên cạnh đó, sau khi là mình cắt mang cá ra và mình lấy sạch cái phần nhớt ở trên cái hầu của con cá. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nhé, thì anh sẽ cắt cá. Cá mình sẽ cắt đôi con cá ra, hoặc nếu như cá lớn thì mình có thể cắt làm ba. Sau khi mình làm cá xong ha, mình phải rửa sạch cái máu bên trong bụng cá này đi. Đây là cá, nó sẽ tanh ở những cái chỗ máu này còn lại của trong bụng cá. Thì trong khi anh rửa sạch cá như vậy đó, thì Phương Thảo giúp anh là bầm cho anh một cái ớt và ba cái gốc hành. Rồi, Phương Thảo nấu cho anh mượn cái dĩa luôn. Bây giờ anh sẽ chuẩn bị là cắt hành, hành cần với cà chua. Thì Phương Thảo giúp anh một việc nữa là em vắt cho anh bốn trái chanh này, vắt lấy nước đi. Dạ, lấy hết nước trong bốn trái chanh luôn hả anh? Tại sao mình dùng chanh nhiều như vậy mà mình không thay thế bằng giấm hả anh? Chanh thì nó có vị chua thanh hơn, còn đối với giấm thì có vị chua nó gắt. Và cái món này thì mình cần cái độ thanh thôi, không cần gắt đâu. Còn em thấy là người Bắc thì hay nấu với mẻ, thì món này có thể nấu với mẻ được không anh? Đối với mẻ thì họ sử dụng thì là và nhiều. Nên mà cái mùi này thì lại không hợp, thích hợp với thì là. Nên mình phải sử dụng chanh. Tại sao gọi là canh cá điêu hồng nấu ngót? Tiếng nấu ngót có nghĩa là tiếng của người Việt Nam mình đó. Có nghĩa là nấu vừa chín tới và cái mùi thơm nó nồng lên. Vậy là họ gọi là canh nấu ngót. Phương Thảo biết không, khi cái cà chua mình chọn ngày hôm nay đó, nó có nhiều kali.
và nhiều canxi. Những người bị cao huyết áp ăn một ngày hai quả cà chua thì rất tốt cho huyết áp của mình, sẽ làm cho ổn định huyết áp. Thì đối với người cao huyết áp á, là không ăn cay được, nhưng mà ở đây mình sử dụng ớt này là ớt không cay. Dạ. Và nó chỉ có tạo mùi thơm thôi. Dạ, như vậy là đặc biệt lưu ý trong món ăn này thì mình chúng ta sử dụng ớt nhưng mà là loại ớt không cay, để tạo mùi chỉ thôi. Có mùi thơm thôi. Dạ. Phương Thảo cắt đôi ra dùng vào nồi đập nhẹ một cái. Dạ. Trong đó anh sẽ bắt cái nồi nước lên. Hồi nãy anh có nói với Phương Thảo đó, chúng ta có một cái bí quyết để làm nấu cá mà không bị tanh. Dạ. Rất nhiều người nấu canh đó là họ có thể là chiên sơ qua. Hoặc là họ chiên chín kỹ rồi họ thả vào nồi canh. Thì ở đây mình có một cái bí quyết nhỏ nhỏ thôi, là hành ớt để mình đập. Dạ. Mình sẽ cho vào nồi nước. Sau khi cho vào nồi nước thì mình chờ nước sôi lên, thì những cái tinh dầu trong hành nó thêm khử mùi tanh cá. Phương Thảo lưu ý là nước phải thiệt là sôi thì mình mới cho cá vào, đừng để mà nước vừa lăn tăn sôi mình cho cá vào cũng không được nữa. Rồi nước sôi rồi đó Phương Thảo. Dạ. Bây giờ mình sẽ cho nêm nếm một chút xíu gia vị vô nha. Mình nêm nếm gia vị trước nữa hả? Đúng rồi, mình nêm nếm gia vị luôn cho cá nó ngon hơn. Mình cho vào chút xíu nước mắm, tí xíu hạt nêm. Dạ. Và mình sẽ bỏ cá vào. Anh không có cho muối hả anh? Thì đối với người bị cao huyết áp á, thì hàm lượng muối sẽ làm cho họ huyết áp họ dễ tăng nhanh hơn. Dạ. Nên vì vậy mình sẽ hạn chế ăn muối cho đối với người cao huyết áp. Như vậy là trong món cá điêu hồng nấu ngót này thì chúng ta sẽ sử dụng vị mặn của nước mắm thay vì là sử dụng vị mặn của muối đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà mình cũng không có nêm mặn như mình ăn bình thường. Dạ. Mà mình nêm nhạt hơn chút. Và mình sẽ chờ cho khi nào cá nổi lên á. Dạ. Cá nổi lên thì nó vẫn chưa chín đâu, thì mình để thêm 2 phút nữa. Dạ. Là cá đó chín rồi thì lúc đó là cá nó ngon nhất, bởi vì vừa chín tới. Em thấy món ăn này hồi nãy anh có chuẩn bị bún nè, vậy thì mình có thể thay vì là chỉ nấu thành canh thôi thì mình có thể nấu thành một nồi lẩu ăn được không anh? Thì mình có thể làm thay món này thành món lẩu vẫn được. Và như vậy thì quây quần trong gia đình thì ăn vui vẻ hơn, thì làm cho người bị cao huyết áp tinh thần thoải mái hơn nhiều. Dạ. Phương Thảo ơi, cá nổi lên rồi đó, bây giờ mình sẽ cho tiếp nước chanh vào. Dạ. Cái món này nó hơi chua chua. Dạ. Mà một cái lưu ý nữa, khi mình bỏ chanh vào đó thì mình giảm lửa lại. Dạ. Để nó không bị đắng. Rồi bây giờ mình sẽ cho những thành phần kế tiếp vô. Và mình sẽ cho hành tây vào trước. Cho hành tây vào trước để tăng cái vị ngọt. Dạ. Rồi sau đó mình sẽ cho cà chua. Và mình để cho nó sôi lại một lần nữa là mình bỏ hết tất cả giá, hành tây và cần vào. Là dạ, mình sẽ hoàn thiện. Khi mình cho cần và hành vào rồi mình tắt lửa luôn. Bởi vì khi mình bỏ cần vô mà để thời gian lâu quá thì cọng cần nó sẽ bị dai. Dạ. Và người lớn tuổi thì những cái đồ dai thì họ cũng không thích. Bây giờ mình sẽ múc ra. Wow, nhìn rất là hấp dẫn. Có cá, có cà, có ớt, có màu xanh của hành và cần nữa. Và đây là tô canh của mình đã nấu. Dạ. Xong. Wow, nhìn rất là đẹp mắt đúng không quý vị? Rồi, đây là phần của Phương Thảo đây. Dạ. Rất là thơm, em nghe được mùi cần nè. Mùi thoang thoảng của hương chanh nè, rồi cá, rồi cà. Chua chua, ngọt ngọt, thanh thanh, rất là thích. Còn không biết là cá thì như thế nào ạ? Công nhận luôn á, cá mình không hề chiên qua mà nó không hề có vị tanh, và đặc biệt là cá rất là mềm. Không bị bở bởi vì mình nấu vừa chín tới, mà nó có vị ngọt của cá nữa. Và Phương Thảo nghĩ rằng món ăn này thì không chỉ là món ăn dành cho những người bị cao huyết áp đâu, mà tất cả chúng ta trong những ngày đặc biệt là thời tiết nắng nóng như thế này, một nồi lẩu chua chua, ngọt ngọt, thanh thanh thì sẽ rất là thích hợp để chúng ta có những cái buổi đoàn tụ sum vầy với gia đình đúng không anh? Đúng. Dạ, em cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Và thưa quý vị, một món ăn ngon rồi, tuy nhiên là không biết là tác dụng của nó dành cho những người cao huyết áp sẽ như thế nào. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ lắng nghe ý kiến từ bác sĩ. Qua món ăn vừa rồi thì tôi thấy đầu bếp sử dụng cái cá diêu hồng là một cái loại cá mà rất tốt, vì nó là loại cá mà thịt trắng nên nó có lợi cho cái người tăng huyết áp là có nhiều kali, và nó lại ít chất béo, như vậy nó phù hợp với người tăng huyết áp. Cái thứ nhất. Thứ hai, kết hợp với cái cá diêu hồng thì có cần tây, có giá, và như vậy thì sẽ có tác dụng là làm cho mát. Và đối với đông y thì có tác dụng là thanh nhiệt giải độc. Khi chúng ta dùng giá và cần tây nhiều thì thường thường sẽ có tác dụng là loại những cái chất độc ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, khi kết hợp với lại
ớt, hành lá và hành tây thì nó có tác dụng trung hòa cái độ lạnh của cái cá và giá. Do đó cái vị thức ăn này khi chúng ta sử dụng sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Và nếu chúng ta bị tăng huyết áp thì định kỳ một tuần chúng ta có thể ăn cái thức ăn này từ 1 đến 2 lần. Nó sẽ có lợi cho chúng ta là vừa có bồi dưỡng cho cơ thể và vừa ổn định cho huyết áp của chúng ta. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là từ chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một món ăn bài thuốc rất tốt dành cho những người bị cao huyết áp, và đặc biệt là với tất cả chúng ta, những người, những thành viên trong gia đình thì mình hoàn toàn có thể chế biến một món ăn rất là đơn giản, phải không anh? Và một lần nữa rất là cảm ơn anh Tâm với món cá điêu hồng nấu ngót ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Phương Thảo. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị sẽ thành công. Còn bây giờ thì Phương Thảo xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.